đúng rồi, người nữa đúng đó. Tí nữa. Mày
tin là về cái này lâu này. Chờ một tí. Xuống đây. Đấy mới gọi là nghỉ lễ của các ông các bà. Đây, không cần phải đi xa các bạn, đi ở gần nhà thôi, lên rừng một tí như mình đã nói ở đầu video đấy. Thả mình vào dòng nước suối của quê nhà đó. Nó giống như trẻ con đấy, các cụ đi tắm bây giờ đấy. Là các ông đi tắm đấy đi à, con đứng đó cùng xem được đi. Bên lâu như này là